1,4 tỷ dân không tìm được ai thay thế, Trung Quốc hết thời thống trị cầu lông thế giới. Kể từ khi giành được 2 huy chương vàng giải thế giới 1983, Trung Quốc đã giành thêm được 67 huy chương vàng từ 1985 tới 2022, qua đó trở thành cường quốc cầu lông số 1 thế giới với 69 huy chương vàng. Một trong những nội dung mà họ tự hào nhất là đơn nam, mang về cho Trung Quốc 14 huy chương vàng. Thời kỳ vàng son nhất thuộc về Linh Giang, Chen Jin và Chen Long. Trong đó Chen Long giành được 1 huy chương vàng đơn nam Olympic 2016, 2 lần vô địch thế giới vào năm 2014 và 2015, 1 lần vô địch châu Á năm 2017, 2 huy chương vàng ASEAN năm 2010 và 2018, và rất nhiều danh hiệu cao quý khác. Linh Giang rồi mới nhất là Chen Long giải nghệ đã báo hiệu kỷ nguyên thống trị thế giới của cầu lông Trung Quốc ở nội dung đơn nam của họ đã chính thức khép lại. Cụ thể là lần đầu tiên trong hàng chục năm qua, Trung Quốc không còn đại diện nào ở top 10 đơn nam thế giới. Năm chức vô địch cầu lông đơn nam gần nhất cũng thuộc về các tay vợt của quốc gia khác. Cầu lông đơn nam Trung Quốc đang mất đi sự lợi hại vốn có.